Ừ, lễ tang ông này là người Hàn Quốc rồi cả nhà. Hàn Quốc. Hàn Quốc không ta? Đó, à. Hàn Quốc mà. Xin chào cô chú anh chị các bạn, bên mình có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào thì chị đã xương khớp cho thằng kinh tọ, một lít là một lít là 350.000, và đây là mực ông mực ông gừng, một lít là 1.000. Mọi người có muốn ủng hộ thì số điện thoại dưới màn hình. Xin chào cả nhà nha. Ở đây thì mới cập nhật đám tang xong cả nhà ơi. Và em nghe thông tin ở dưới đài quả táng ở dưới là có một cái đám tang cũng rất là lớn luôn, đang đưa xuống dưới quả táng cả nhà. Để xin mời mọi người theo chân em ha. Đây cả nhà. Đây, đám tang nè. Cái hộp lại với trời, cái hộp lại chưa? Không, lại chưa không? Không, hộp lại không? Ừ, lễ tang ông này là người Hàn Quốc rồi cả nhà. Người Hàn Quốc. Hàn Quốc không ta? Đó, à. Người Hàn Quốc mà. Hôm nay người Hàn Quốc nha. Người Hàn Quốc. Wow, cái bài vị thôi hết hồn luôn, cái bài
đốt qua đi ra ngoài đây đốt nè, chỗ này luôn, chỗ lò đó đốt á. Xong cả nhà, giờ di chuyển về cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Lâu lắm rồi thì em mới quay một cái đám tang mà của người nước ngoài được quả tháng tại Hoa Viên Bình Dương. Còn ngày hôm nay thì theo thông tin chia sẻ thì chú mất do bị phổi, khi chú mệt thì đưa đi bệnh viện, chú bị phổi, chú mất, chú qua đời. Và chú có gia đình ở Việt Nam cho nên thì làm đám tang xong đưa xuống đài quả táng. Để mà quả táng luôn ha. Đó. Hiện tại thì mọi người thấy đó, gia đình đang di chuyển lên xe nè. Bây giờ toàn đi xe hơi xịn không thôi. Xịn không à, sáng nãy thầy kia cũng là đi chiếc xe Camry, thầy này thì đi chiếc Mazda, thầy bây giờ thầy giữ chứ. Đó. 2024. Bây giờ thì gia đình cũng như đi về. Đó. Đây là những người thân của ông tại Việt Nam, đại diện một hai người. Nãy thì anh thấy có một chú người Hàn Quốc họ đứng sông ngoài giá họ cũng xá theo cái kiểu người Hàn Quốc vậy đó. Thôi vậy gia đình đi về. Gia đình về, mình cũng đi về luôn. Và rồi em xin kết thúc video tại đây. Cầu mong hương linh ông về miền cực lạc sớm giảng sanh.